Ôi, phanh cái ngực ra. Thôi, mày cởi hẳn ra đi. Cởi ra. Đã bảo là ma nó xem rồi, cứ bắt người ta vào làm cái gì không biết được đó. Phân công nhiệm vụ rõ ràng từ đầu rồi. Như này rõ ràng nhìn ổn hơn mà. Ổn hơn đấy. Bắt đầu nhá. 3, 2, 1, phát. Tích cực lên, trầm cảm lắm. Có thêm mắt xem rồi Tiến ơi. 3 mắt rồi. 5 mắt rồi. Đúng không? Đúng rồi. 7 mắt rồi. Rõ ràng xà phòng mình vừa thơm vừa diệt khuẩn. Mày hát thì hay, tao vũ đạo cũng ổn. Thế mà cả buổi live stream không chốt nổi một cái đơn nào. Toàn người làng vào xem, có mỗi em Nhung comment này. Chả chốt được đơn nào, còn bảo anh em mình là thiếu tính chuyên nghiệp. Nói chung tao thấy cái quả live này là không ổn. Hay là do sản phẩm của mình đơn điệu quá à? Mình có mỗi một mùi tía tô, thế giờ khách người ta thích mùi khác thì thế nào? Cũng có lý đấy. Thế mày có thể làm thêm vài mùi mới, với là màu sắc đa dạng hơn được không? Chắc là được. Nhưng mà vấn đề là bán ở đâu, rồi bán cho ai? Tao thì thất nghiệp, xong người yêu bỏ. Thằng Tiến thì bỏ vợ. Lương người bà uống. Anh em mình bây giờ chả có gì ngoài có nhau. Ở cái làng này các anh nổi tiếng là bộ ba ăn hại. Nhốt nó lại. Không cho thằng Thắng giao du với hội thằng Hưng thằng Tiến nữa. Chúng mày ấy, phải tách nhau ra thì chúng tao mới sống được. Anh định lấy tiền của em cho ông Hưng chứ gì? Bỏ Quách nó đi. Giờ chọn đi, tôi hay hội bạn của anh? Tao không có đứa con như mày. Cút! Ba mình đã đen lại còn nhỏ. Chúng mày, tao mà biết chúng mày lấy trộm vàng của vợ mới đi về lãi. Tao đã. Đã thế anh mày lại khởi nghiệp tiếp. Điên à? Hai thằng chúng mày bó đâu ra tiền? Em vẫn còn tiền để dành á. Còn anh em mình coi như là mở một công ty, mua đứt luôn cái vườn dược liệu, mua luôn ký ốt, bán xà phòng. Thôi, đừng mộng mơ nữa, ông đi nấu cơm đi. Cái việc làm xà phòng này, nó là tâm huyết của tao đấy. Kiểu gì tao cũng sẽ không bỏ đâu. Vì anh em, nhất định tao sẽ cố gắng.
bán xà phòng handmade được làm 100% từ thảo dược quê hương em ạ. Em mua về để dùng với cả làm quà, thích lắm. Sao xà phòng của anh trông lạ thế? À, bên ngoài mộc mạc đơn sơ, bên trong chất lượng bất ngờ. Em nha, nhìn xà phòng của anh thế này thôi, nhưng mà dùng thích hơn cả xà phòng công nghiệp em ạ. Thế anh bán cho em một bánh nhá. Em mua à? Vâng. Ừ, hay là em mua thêm đi. Em mua thêm về để tặng gia đình với cả người yêu nữa. Em làm gì đã có người yêu? Mà xà phòng nhà anh có bị dị ứng không? Da của em nhạy cảm lắm ý. Em ơi, xà phòng nhà anh trị được cả ghẻ lở, hắc lào với cả hôi nách nữa đấy. Đúng rồi. Em dùng cái là có người yêu ngay đấy. Tốt thế thì các anh giữ lấy mà dùng. Ờ. Chị đã bảo là chị đang đi chơi, không có việc gì gấp thì đừng có gọi cơ mà. Cái gì hết? Túi có với khay khảm chai chị đặt rồi, chiều hàng về. Xà phòng với dầu dừa thì ở trong kho vẫn còn đấy. Mà ngày kia chị về chắc sẽ có thêm mấy mẫu bình gốm mới. Các em dọn dẹp kệ để chuẩn bị chỗ để đi nhá. Ừ. Ôi, có cửa, có cửa. Có vẻ sộp đấy. Đi. Em chào chị ạ. Em chào chị ạ. Ai kết tay rồi. Ôi, xin lỗi. Không sao. Chị ơi, bọn em bán xà phòng thảo dược. Mời chị xem qua ạ. Xà phòng handmade à? Ui, đúng là chuyên gia có khác, nhìn phát biết luôn. Nhiều người cứ tưởng bọn em bán bánh ngọt đấy. Có gì đâu mà không nhận ra. Trông hơi mộc, nhưng mà cũng thơm đấy. Ôi, dùng rất thích đấy chị ạ. Xà phòng bọn em là 100% từ thảo dược ạ. Thế à? Sao bọn em lại phải đi bán rong mà không ký gửi hàng vào mấy cửa hàng kia? Ôi, bọn em cũng mới bán. Với lại là nếu ký gửi ở những chỗ này, người ta lại bắt trích phần trăm. Nếu mà tương lai xà phòng phát triển là bọn em cũng muốn thuê một cái kiosk nhỏ đấy ạ. Việc gì khó thì phải tìm cách chứ. Tôi xin được có tí đá đấy à? Đây đồng khách, còn mỗi thế thôi. Đồng khách thế mà cả ngày bán được có 2 bánh. Ôi, chả ăn thua lắm nhỉ. Ơi. Tao biết rồi. Để đói chứ gì. Để tao về nấu cơm. À, hai thằng đây rồi. À, chú. Chú tìm chú mày ở trong kia. Ra đây mới gặp. À, chú tìm cháu có việc gì đấy? Chú đến gửi tiền mấy cái bánh xà phòng hôm qua chú lấy. Ôi thôi, mấy cái bánh đấy là cháu tặng chú để nhờ chú quảng cáo mà. Chú lấy của chúng mày làm gì? Chú gửi tiền này, khách họ khen, chú lấy nốt chỗ còn lại. Chú mua hết chỗ này á? Ừ.